Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Huy đang đứng trước cổng Tsuzumi của Kanazawa, tỉnh Ishikawa. Đây là một trong những địa điểm check-in được yêu thích của du khách khi đến với thành phố này. Và cũng từ địa điểm này, chúng ta hãy cùng nhau khám phá xem thành phố Kanazawa nó có những gì để trở thành một trong những thành phố du lịch được yêu thích nhất nhật bản các bạn nhé. Hãy cùng đi nào. Xin chào các bạn, hiện nay phía sau lưng mình chính là cái ao Kaisumigaike. Đây là cái ao chính nằm trong khu vườn Kenjoku-en. Thì trong tiếng Nhật, chữ En có nghĩa là một khu vườn, Roku nghĩa là số 6. Và Ken thì chúng ta có thể hiểu nó là những cái quan niệm hay là những cái quy luật. Thì với người Nhật, họ có 6 quan niệm về một cái khu vườn hoàn hảo. Thứ nhất đó là sự rộng rãi, thứ hai đó là sự riêng tư, thứ ba đó là sự tinh tế, thứ tư đó là sự cổ kính, thứ năm của nó là phải có dòng chảy, và thứ sáu là phải có một cái góc nhìn bao quát. Thì rất là khó để cho một khu vườn ở Nhật Bản hội đủ 6 yếu tố này, nhưng ở Kenjoku-en cả 6 yếu tố này đều hội tụ và làm cho nó trở thành một trong 3 khu vườn đẹp nhất Nhật Bản, cùng với 2 khu vườn nằm ở thành phố Mito và thành phố Okayama. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá từng ngóc ngách của khu vườn này xem nó có gì là đặc trưng các bạn nhé. Điểm đầu tiên chúng ta sẽ cùng tham quan đó chính là cái đèn đá Kotoji. Thì chúng ta thường thấy ở trong các khu vườn Nhật Bản đều có những cái đèn đá như thế này. Nhưng mà cái cây đèn này nó có điều đặc biệt đó, các bạn nhìn thấy hai cái chân này nó không? Nó có một cái chân dài, một cái chân ngắn, nằm một cái chân ở trên bờ, một cái chân xuống dưới nước. Và nó mang lại một cái vẻ đẹp từ cái sự bắt đối xứng này. Và nó làm cho cái đèn đá Kotoji này trở thành một trong những điểm nhấn của khu vườn. Và khi mà các bạn nhìn những cái ảnh chụp về khu vườn, thường các bạn sẽ thấy cái đèn đá này. Và phía sau lưng nó là một cái cây Momiji, nhưng mà rất tiếc là bây giờ nó đã rụng lá mất rồi. Xung quanh nó là hoa đỗ quyên rất là đẹp nữa, nhưng mà mùa này thì chúng ta không thể thấy được cả hai điều đó, rất là đều đáng tiếc. Rồi từ cái đèn lồng Kotoji này, chúng ta chỉ cần nhìn qua một chút thôi, chúng ta sẽ nhìn thấy một cây tùng. Cái tùng này có tên gọi là Karasaki no Matsu. Trong tiếng Nhật, Matsu có nghĩa là cây tùng, và Karasaki chỉ là vùng đất nơi mà giống cây tùng này được lấy, chính là vùng đất Karasaki nằm gần hồ Biwa. Thì cái cây này có lẽ là cái cây bonsai to nhất mình từng thấy, và nó có cái dáng đổ xuống hồ rất là đẹp luôn. Và các bạn có nhìn thấy không, là ở trên cây này nó có rất là nhiều cái sợi dây người ta buộc xuống giống như là những cái cây thông Noel vậy. Thì cái này người ta gọi là Yukizuri, tức là cái bệ đỡ để cho nó không bị tuyết rơi nặng quá làm gãy cây. Nó bảo vệ cây vào mùa đông, và nó sẽ buộc dây này vào ngày 1 tháng 11 hàng năm, trở thành một cái tục lệ rất là đặc trưng của khu vườn Kenjoku-en này. Đây là phía bên trong của cây tùng các bạn nhé. Vâng, và trước mắt chúng ta đây là cầu Gankobashi. Đây là hình dáng của cây cầu này. Thì các bạn có đoán được là vì sao nó có cái tên này không?
thì Gankobashi trong tiếng Nhật nó có nghĩa là đàn ngỗng bay. Thì khi đàn ngỗng bay trên bầu trời thì nó sẽ xếp thành cái hình như thế này, là một con đầu đà và cái con tiếp theo nó sẽ tạo thành hình chữ V để giảm sức ép cho những con vật bay phía sau nó. Thì cái hình dáng này nó chính là hình dáng của cái cầu Gankobashi. Ngoài ra thì các bạn nhìn thấy những cái phiến đá này nó có hình lục bát, rất là giống những cái mai rùa, cho nên nó còn có một cái tên gọi khác, đó là cầu mai rùa, tên tiếng Nhật là Kikubashi. Và phía xa kia cái màu trắng trắng kia chính là tuyết đó các bạn. Khi mà tuyết bắt đầu tan thì cũng là bắt đầu cho một mùa hoa mơ tại Nhật. Mùa hoa mơ trong tiếng Nhật là hoa ume, thì nó cũng rất là giống với hoa anh đào của Việt Nam. Các bạn xem nó có giống không nha. Đây chính là một cây hoa ume, thì nó có hai màu, chính là màu trắng và màu hồng. Đây chính là hoa ume. Thì người ta nói rằng là cái khu vườn Kendoke này được thiết kế để nó có thể đẹp quanh năm. Các bạn có thể ngắm nó từ mùa hoa ume, sau đó đến mùa hè, tiếp đó là có mùa hoa anh đào, rồi đến mùa hè xanh mát, rồi đến mùa lá momiji, rồi đến mùa đông tuyết phủ. Nói chung bất cứ thời điểm nào các bạn đến đây nó cũng sẽ rất là đẹp. Tất nhiên mình vẫn nghĩ là mùa đẹp nhất của nó sẽ là mùa xuân khi hoa anh đào nở vào cuối tháng 3 đầu tháng 4, và mùa thứ hai là vào cuối tháng 11 khi momiji đỏ lên. Thì đó là hai mùa đẹp nhất. Nên như các bạn có dự định đến đây thì mình rất là sẽ mê hai cái mùa đó, là mùa hoa anh đào và mùa lá đỏ nha. Xin chào tất cả các bạn. Hiện nay thì sau khi chúng ta đi một vòng xung quanh khu vườn Kendoke này thì chúng ta sẽ cùng dừng chân tại một trong những địa điểm cũng rất là thú vị trong khu vườn. Đây chính là một cái vòi phun nước. Và phun nước này nó có hai điều đặc biệt. Điều đặc biệt thứ nhất đó là cái vòi phun nước đầu tiên tại Nhật Bản được xây dựng vào năm 1841, chỉ thời Edo cách chúng ta khoảng 150 năm. Và điều đặc biệt thứ hai đó là nó không dùng bất cứ một loại máy móc nào, mà nó dùng cái sức ép từ cái ao bên trên, tức là cái ao Kasumiya, cái ao mà mình lớn mình giới thiệu cho các bạn là khu vườn cũng như cái đèo khác. Thì nó dùng cái sức nước, cái sức ép từ cái ao đó để tạo thành một cái lực bắn rất cao, 3.5 mét như thế này, và nó hoàn toàn tự nhiên. Thì đó, nó tạo ra cho cái vòi phun nước này những cái đặc biệt và thú vị khi du khách tham quan đến đây. Các bạn nhớ nhé, nó có hai điều đặc biệt. Điều thứ nhất đó là một cái vòi phun nước hoàn toàn tự nhiên, và cái điều đặc biệt thứ hai là đó là cái vòi phun nước đầu tiên tại Nhật Bản cách chúng ta 150 năm, được xây dựng vào năm 1861. Ok. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi tham quan một trong những khu vườn đẹp nhất Nhật Bản tại tỉnh Ishikawa, thành phố Kanazawa. Các bạn có thể thấy rằng là để đáp ứng 6 cái tiêu chí về vẻ đẹp của một khu vườn hoàn hảo thì những khu vườn Nhật Bản thường có 6 yếu tố sau đây, đó là ao nước, đèn lồng đá, cầu đá, những con đường lát đá, bộ đồi và phòng uống trà. Và đến đây thì clip của mình cũng xin được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhân dịp năm mới thì Quyên xin được chúc các bạn cũng gia đình sức khỏe. Chúc các bạn có một năm mới thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc và có nhiều chuyến đi thật là thú vị.